Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tai nạn lao động trong năm 2022 đã tăng mạnh trên toàn quốc. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Quảng Ninh và Đồng Nai là những địa phương có số người tử vong vì tai nạn lao động cao nhất cả nước. Báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số liệu từ 62 trên 63 tỉnh, thành phố. Trong năm 2022, toàn quốc xảy ra 7.718 vụ tai nạn lao động, tăng 1.214 vụ so với năm 2021. Số người bị nạn do tai nạn lao động là 7.923 người, tăng 1.265 người so với năm 2021. Con số này bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Số người thiệt mạng vì tai nạn lao động là 754 người. Tuy nhiên, số người bị thương nặng do tai nạn lao động lại tăng 162 người, lên tới 1.647 người, tăng 10,9% so với năm 2021. Những địa phương có số người thiệt mạng vì tai nạn lao động nhiều nhất trong năm 2022, bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Quảng Ninh và Đồng Nai. Lý giải về việc tăng mạnh số vụ tai nạn lao động sau dịch COVID-19, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, trong thời gian dịch COVID-19, việc sản xuất bị đình trệ, năm 2022 là thời gian dần phục hồi, nhiều doanh nghiệp mở cửa trở lại. Trong quá trình đó, việc sản xuất có nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Hiện nay, Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tai nạn lao động, trong đó tập trung vào hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp phải quan tâm nhiều hơn tới công tác an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện ngăn chặn tai nạn lao động, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, có những biện pháp giảm căng thẳng cho người lao động, đỡ bị quá tải sau đại dịch. Kết quả bước đầu cho thấy trong 3 tháng đầu năm 2023, số vụ tai nạn lao động đã giảm, đồng thời số vụ tai nạn lao động gây tử vong cũng giảm. Tuy nhiên, công tác này vẫn cần thực hiện bền bỉ, kiên trì dài hơi hơn nữa.